hội Tân Hòa Đường, Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu với chủ đề Nam Sư Vượt Suối, Đại Phá Tiểu Lâu. Bắt đầu! Thank you.
Phần thi đấu của Tân Hòa Đường, Phú Mỹ và Điền Vũng Tàu đã xong.
Để khi chúng ta cho một tràng pháo tay chúc mừng các đơn vị đoạt giải múa lân.